các bạn, ngày hôm nay thầy sẽ cùng với các bạn tiếp tục những bài tập mới. Thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật tấn công đi bóng qua người một đối một. Và đồng hành với chúng ta ngày hôm nay, thầy xin tự giới thiệu chị Tú Linh. Chị Tú Linh xin chào các em. Những cầu thủ trên thế giới có những cú đi bóng nổi tiếng, chẳng hạn như Maradona, Pele hay là Johan Cruyff của những thập niên, những thế kỷ 20. Sau nó một chút nữa, đó là thần tượng như Zidane, Ronaldo hay còn gọi là Rô Béo. Sau này thì chị thấy còn có Cristiano Ronaldo và Messi thì cũng là những người mà qua người rất là giỏi. Vinh, em có thể cho chị biết là thần tượng mà cầu thủ nào mà em thấy là qua người giỏi mà em hâm mộ không? Neymar. Thời điểm này thì chị đang rất ấn tượng với tiền vệ Kevin De Bruyne ở thi đấu ở Manchester City. Và anh ấy bây giờ đang có phong độ rất là tốt, và đặc biệt là anh ấy cũng có khả năng qua người cũng rất ấn tượng nữa. Chúng ta có thể còn kể thêm rất nhiều như Gareth Bale, Robinho hay là Rivaldo, những cái cầu thủ thế hệ trước. Trong bóng đá, mấu chốt của những cuộc tấn công chính là nằm ở kỹ thuật qua người. Kỹ thuật này là phương pháp giúp các cầu thủ loại bỏ sự truy cản của đối phương, tạo điều kiện thuận lợi để đi bóng và dứt điểm. Có rất nhiều kỹ thuật qua người, rất nhiều kiểu qua người. Và sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn một số động tác qua người giống như các thần tượng mà như chúng ta vừa nêu tên. Động tác thứ nhất là chúng ta đảo đôi, chân chúng ta đảo qua hai bên và đi sang trái hoặc đi sang phải. Thứ hai, xoay người về hai bên. Động tác tiếp theo, đang dẫn bóng, chặt bóng đổi hướng. Và động tác thứ tư, kết hợp giữa má ngoài và má trong. Đó là bốn động tác mà các danh thủ cũng như thần tượng của chúng ta thường sử dụng trong trận đấu. Và bây giờ chị Tú Linh sẽ là người thực hiện đầu tiên. Bắt đầu. Chà, không biết với sự xuất hiện của cô nàng siêu fan MU Tú Linh trên sân tập hôm nay có làm cho các bạn nhỏ hào hứng hơn hay không nhỉ? Đúng rồi, hay quá, nhảy rất là đẹp. À, một chàng pháo tay. Chưa quen thì làm chậm. Đúng rồi, tốt. Đúng rồi, tiếp theo, một bên trái một bên phải. Quan sát và tập trung cao độ để làm hài lòng vị huấn luyện viên trưởng khó tính nha các cầu thủ Toyota. Tốt. Tiếp tục động tác thứ hai, mời bạn Vinh. Rất tốt. Các cầu thủ đều rất quyết tâm trong suốt thời gian tập luyện, có lẽ một phần vì sự cổ vũ đắc lực đến từ Tú Linh. Xoay người trên không, kéo quả bóng bằng gầm. Rất tốt. Động tác thứ ba, bắt đầu. Dứt khoát nào, động tác rõ nét nào. Cái gì đấy, ông lại định phá nào. Động tác thứ tư. Đúng rồi, các bạn nào chưa quen thầy nói rồi làm chậm thôi. Đấy, như bạn Thiện đi, làm chậm thôi nào. Rất tốt. Và một số cầu thủ còn hơi thiếu một chút tập trung. Ngay sau đây, huấn luyện viên Hồng Sơn đã có cách giúp các bạn chú ý hơn. Và sau đây là bài tập nâng cao và các bạn phải áp dụng vào khi đối mặt với hậu vệ đối phương. Thứ nhất là đảo chân qua hai bóng và kết thúc. Động tác thứ hai, xoay người, kết thúc. Động tác thứ ba, rõ nét và dứt điểm. Động tác thứ tư, sử dụng bằng má trong, má ngoài kết hợp.
bây giờ các bạn thực hành. Rất tốt. Rất tốt. Bạn Giang xem nào. Wow, wow, liên hoàn. Chiêu vẫn vào. Wow, góc xa như vậy vẫn sút được. Buổi tập diễn ra trong không khí hết sức vui vẻ. Để xem thầy Hồng Sơn sẽ nhận xét như thế nào nhé. Được. Chân trái. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong buổi tập kỹ thuật qua người 1-1. Ngày hôm nay thì chị rất là vui được tham gia buổi tập cùng với các em. Và chị thấy là bài tập ngày hôm nay rất là khó, bởi vì nó sẽ kết hợp cả dẫn bóng và qua người. Chị có một nhận xét nhỏ là chị thấy dường như là các em hơi bị vội vã khi mà các em thực hiện động tác này. Và nếu mà khi mà chúng ta đang bắt đầu tập luyện mà mình đẩy nhanh tốc độ như thế thì nhiều khi cái động tác của mình nó sẽ không được chính xác. Phải nói rằng là chị Tú Linh là một người về chuyên môn bóng đá nhận định rất là chính xác. Các bạn, khi chúng ta chưa làm quen được với động tác mà chúng ta muốn làm nhanh thì động tác sẽ bị sai. Và cứ lặp đi lặp lại như vậy thì động tác nó sẽ không thực sự uyển nhuyễn và sẽ không đúng. Trước đây thì thầy cũng là chuyên gia về những cú đi bóng qua người. Một điều thầy muốn truyền đạt lại cho các bạn chính là hãy đánh lừa đối phương, và thân trên chúng ta luôn luôn phải thật sự thả lỏng và trọng tâm phải thấp xuống. Đó là những cái bí kíp mà thầy rất mong các bạn sẽ học hỏi và nắm bắt hàng ngày để chúng ta tập luyện động tác qua người 1-1. Tiếp theo bài tập về kỹ thuật qua người 1-1 trong tấn công, các em nhỏ sẽ được theo chân bạn Khánh Duy đến tham gia một buổi tập kỹ năng sút bóng bằng mưu chính diện cùng một vị huấn luyện viên đặc biệt khác, một cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sẽ có những lưu ý đặc biệt nào đến từ vị huấn luyện viên này để giúp các cầu thủ nhỏ nâng cao khả năng ghi bàn? Tất cả sẽ được bật mí trong tập phát sóng thứ 62 khi Trái bóng lăn vào lúc 19:25 ngày 15 tháng 10 trên kênh Let's Việt. Kính thưa quý vị và các bạn, với các bạn nhỏ mà có niềm đam mê với bóng đá, chúng ta cần tập cho con thói quen phải thật là tự lập và biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt. Và ngay sau đây thì sẽ là một số những cái cách rất là hữu ích để các ông bố bà mẹ có thể hướng dẫn cho các bạn nhỏ ở nhà làm sao để xếp gọn quần áo vào trong một chiếc giỏ. Và ngay bây giờ anh Hào sẽ cùng với cô Huỳnh Ngân thực hiện nha. Với chiếc giỏ này của chúng ta thì sẽ có hai ngăn. Mình sẽ quan sát cái túi đựng rồi mình cho đôi giày vào. Tiếp theo thì mình cũng sẽ cho những cái vật dụng liên quan đến thể thao. Với các loại quần thể thao, mình sẽ nắm cái phần đáy quần và phần lưng quần gấp ngang như thế này đây. Mình sẽ cho cái phần đáy quần gọn vào. Sau đó thì chúng ta sẽ cuộn từ phần lưng quần xuống nha. Càng cuộn chặt tay càng là có thể tiết kiệm được diện tích đến tối đa luôn. Với phần xếp áo thì nó sẽ hơi phức tạp hơn một chút xíu thôi. Chúng ta sẽ gấp một cái phần lai áo lên, tạo ra một cái đường viền như thế này nha. Rồi phần tay áo bên đây mình sẽ gấp vào như thế này, gấp gọn vào một chút, cũng tạo ra một cái hình chữ nhật luôn. Cuốn lại, càng chặt tay thì sẽ càng đỡ tốn diện tích cho giỏ đồ của mình ha. Và đến đây thì mình sẽ bắt đầu nhận thấy cái phần đường lai mình chừa hồi nãy nó phát huy tác dụng. Mình sẽ lận nó lên như thế này. Wow, như vậy là nó đã có thể giữ chặt cái phần áo của mình rồi. Và như vậy cả một túi đồ của chúng ta cũng đã rất là sẵn sàng và gọn gàng rồi. Chúc cho các em sẽ ứng dụng và thi đấu thành công. Công ty Toyota Việt Nam hân hạnh thực hiện chương trình này.